Trái tim chuẩn bị biến mất. Ok, thì trong video ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn đi lấy trái tim của Leviathan và làm sao để có thể lấy được cái Sand Grenade nha các bạn, hay là cái melee mới đó. Thì trước khi bắt đầu video, các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký, bởi vì mình đã dành rất là nhiều thời gian cho video này. 3, 2, 1, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà cái dụng Sinbad kêu mặt nhìn sót nhau cái men nha các bạn. Thì ok, bắt đầu video thôi nào, let's go. Ok các bạn, thì trước khi mà để lấy được cái melee Sand Grenade này nè, thì việc đầu tiên các bạn cần phải làm á, đó chính là các bạn hãy tìm cho ông Safi một cái trái tim băng giá các bạn. Thì để tìm được trái tim băng giá này nè, các bạn cần phải đánh con Leviathan. Nhưng là sẽ tìm được con Leviathan này thì mình sẽ có một số cái mẹo và là hướng dẫn cách lấy cho anh em luôn nha. Thì trước hết á, anh em cần phải có một cái server VIP cho mình. Thực ra không có cũng không sao, nhưng mà sẽ khó hơn nếu anh em tìm cái server thường nha. Và ngoài ra anh em cần phải bắt buộc có 5 người bạn cho mình nha. Bắt buộc là phải có 5 người bạn, ít nhất là 5 người bạn, càng nhiều càng tốt, nhưng mà ít nhất phải có 5 người bạn và cùng đi trên một con thuyền thôi, duy nhất một con thuyền các bạn. Và nếu như anh em muốn triệu hồi được con Leviathan á, anh em phải đi lên đây cho mình nha, ở trên đỉnh tòa tháp này. Thì trên cái đỉnh tháp này sẽ có một con NPC trên đây ha các bạn. Khi các bạn nói chuyện với nó, các bạn hãy bấm cái đồng thứ hai cho mình nha, và các bạn phải mua liên tục tầm khoảng 6 lần các bạn, và tiêu cho nó tầm khoảng đó tầm 7-9 ngàn phát mình gì đó. Thực ra một server chỉ cần một người mua được ha các bạn, không cần phải 2-3 người mua đâu. Và việc các bạn cần làm đó chính là hãy spawn một con thuyền giống như hồi nãy mình nói thôi, nhớ là một con thuyền bự nha các bạn, với 2500 máu và thêm 4 thuyền đoàn nữa, tính cả các bạn là 5 người nha. Sau đó thì các bạn hãy vòng ngược ra sau cho mình nha, đến khi nào các bạn tìm thấy mấy tảng đá này nè. Và sau khi các bạn đi được một lúc á, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này, thì các bạn hãy đi đến khi nào á mà cái thanh này nó càng tăng lên và tăng đến mức độ 6 nha các bạn. Đến khi nào mà cái này nó ghi số 6 là ok nha. Sau đó là các bạn hãy chạy vòng vòng qua cái khu vực gọi là biển nguy hiểm thứ 6 này. Thì cách thức mà con Leviathan nó spawn á thì nó khá là tương tự cái đảo Mirage hả các bạn. Thì các bạn hãy đi vòng vòng cái vùng biển thứ 6 á, thì nó sẽ có một cái tỷ lệ ra được cái đảo con Leviathan nha. Nhưng mà nói chung sẽ rất là khó spawn nha các bạn, cho nên các bạn hãy ráng kiên trì nha. Có thể mất tầm khoảng 30 phút nếu các bạn hên, và xui thì mất 2-3 tiếng gì đó. Thì đây chính là khoảnh khắc của mình tìm được cái đảo của con Leviathan nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trong một đúng cái hòn đảo các bạn. Đây chính là hòn đảo băng bí ẩn nha các bạn. Và các bạn cần phải gọi là ally mấy thằng bạn của các bạn và tầm khoảng 5 người nha, trên một con thuyền thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ spawn. Wow! Holy shit! Oh my god. Đây chính là Leviathan trong biển hay sao? What the hell? Rồi, đập nó thôi anh em, xuống. Bút nút nó, nút nó. Đập cái đuôi trước sao? Đuôi trước nha. Ok. Ui, tụi con đập bắn sao quá vậy? Đánh cái đuôi trước. Đừng đánh bay sao quá. Đây. Đây, cái đuôi đằng sau quá, anh em. Ui, nó đánh tao bay ra sao vậy? Nên dùng cái chiêu băng á, bạn. Đây, đang đập. Đánh cái đuôi nó trước anh em ơi, phá cái giáp nó. Rồi, mang cái vật phẩm sắt tút á, sắt tút sắt tút nick lại đó. Ủa sao nó hồi mà à nó hai cái đuôi rồi. Nó có mấy cái đuôi mà. Rồi, nhặt cái đuôi đầu tiên rồi anh em. Mang cái vòng cổ anh em, đánh cho nó nhiều đam. Mang cái vòng cổ đánh cho nó nhiều đam. Rồi, ok. Ui. Ngon. Rồi, xong. Mấy cái đuôi nữa nè anh em ơi. Mấy đuôi hả? Nhưng mà chúng ta phải đánh thêm một con Leviathan nữa chúng ta mới có thể lấy được cái melee anh em. Đánh cái đầu cũng được mà, cứ đánh cái đầu cũng được. Ôi bố. Sao ấy con? Bố lại đá đi nhà à. Let's go. Yeah. Let's go. Nhiệm vụ được mở khóa. Đây tao mới nhiệm vụ này anh em. Đây chính là cái Leviathan hot trong truyền thuyết các bạn. Nhưng mà thật ra thì bây giờ các bạn vẫn chưa thể lấy được trái tim ở đâu. Các bạn phải tiếp tục săn con Leviathan đến khi nào các bạn đủ 20 cái Leviathan scale nha các bạn. Sau khi mà các bạn đánh tầm khoảng 2-3 con Leviathan nữa mà các bạn đủ được tầm khoảng 20 cái Leviathan scale á, thì các bạn hãy lên đây giúp cho mình nha. Ở ngay mấy bên đây nha các bạn. Thì ở ngay dưới cái tầng hầm này sẽ có một cái con là Beast Hunter nha các bạn. Các bạn nói chuyện với nó. Thì sau đó các bạn hãy lắp ráp cái thợ săn quái vật nha các bạn. Thì cái thợ săn quái vật này thật ra chính là một cái thuyền thôi các bạn, một cái thuyền băng giá. Thì ráp được cái thuyền này các bạn cần phải có 20 cái Leviathan scale. Sau cái electric wind đánh bằng cách là các bạn hãy đánh mấy con bay giữa biển nha. Còn cái mô tanh túi là các bạn đánh con Terror Shark ha các bạn. Cái này là full gold, các bạn đánh con thuyền ma được. Cách này nhận biết là con thuyền rách rưới nha các bạn. Còn cái Shark Tooth là các bạn đánh mấy con cá mập nhỏ nha, mấy con mà bé xíu á, nói chung là cũng cá mập nhưng mà bé xíu à. Thì khi mà các bạn lắp được cái thuyền á thì chúc mừng các bạn đã sắp có được cái melee rồi đó. Sau khi mà lắp xong cái thuyền á, các bạn hãy spawn cho mình nha. Thì điểm khác biệt ở cái thuyền này đó chính là các bạn có một cái mỏ neo ở ngay đầu thuyền, và các bạn tiếp tục đi ra cái chỗ vùng biển thứ 6 nguy hiểm hồi nãy. Các bạn hãy đi ra tìm con Leviathan cho mình nha. Thì đây chính là khoảnh khắc mà mình và đồng bọn lấy được cái Leviathan hết nha các bạn. Khá là tuyệt vời. Rồi xong rồi anh. Tao rồi. Tao đây. Để tao bắn này, để tao bắn. Rồi. Bắn này.
2, bắt go. Oh yeah. Đi đi lấy tàu. Lấy tàu. Yeah boy. Ủa tàu như máu vậy, tàu như máu vậy. Ui phun máu luôn nè. Ngon ngon. Dạ anh ơi. Dạ anh ơi. Tàu phun máu luôn, tàu phun máu luôn. Ngon ngon ngon. Let's go. Đi tìm on beat thôi cả nhà ơi. Yes sir. Nè nghe đó. Dù mê quá. Oh my god. Oh my god. Một cái sự thật nhỏ đó chính là nếu mà các bạn có một cái người bạn mà có được cái con thuyền này á, thì các bạn chỉ cần đi ké thôi và tìm được con Leviathan là các bạn đã có được cái Mela mới rồi. Các bạn không cần phải craft đâu. Thật ra là mình đã đi ké thuyền của đẹp không chính đó các bạn. Yeah baby, yeah, baby. Yeah. Let's go. Trái tim chuẩn bị biến mất. Yeah. Yeah. Oh shit. Holy shit. Let's go. Bây giờ chuẩn bị đi farm item thôi. Vì C2 farm item thôi. Và sau khi trao đổi xong á, các bạn cần phải lấy cho mình cái nhiên liệu sau đây. 20 cái Demon Whips hay là cái quỷ hồn á các bạn. Thì các bạn hay lấy từ việc là đánh mấy con này ha các bạn. Khá là đơn giản đúng không? Và 20 cái Vampire Fang thì các bạn hay lấy từ việc đánh mấy con ma cà đồng ở bên cái chỗ Rayat bên C2 nha. Và cuối cùng là hai cái đắc phát mình. Các bạn chỉ cần đánh hai con râu đen là được thôi nha. Sau đó thì các bạn lấy melee và đi farm thôi. Ok. Yes sir. Oh shit, melee mới các bạn, quá đẹp luôn. Mình sẽ đi farm boss thôi. Cái melee này là khá khó bất khung mình các bạn. Kiểu bất khung mình xong nó cái tầm đánh nó xa hơn, nhưng mà thật ra thì nó xa được một khoảng rồi, nó không có xa lắm, nó không có xa lắm. Thật ra thì nếu mà mình xài Phật tổ thì nó vẫn to hơn các bạn. Ơi, ta thấy cái melee này mình xài dạng Phật tổ nó to hơn là mình bứt á mày, không hiểu sao luôn. Rồi, mới nói xong đánh được kìa. Dồn góc tường đi, dồn góc tường đi. Ôi ôi, bố ơi, bố ơi, bố ơi. Có skill mới nè. Đây đây đây, bó tao bó tao. Trời ơi bá quá. Trời ơi bá quá đi ơi. Ôi ôi bố ơi bố. Chúng ta đã chờ đợi mẹ gần 1 năm cho cái melee này. Quá xứng đáng luôn em ơi. Giờ nó vô. Tục nó. Ôi ôi bố ơi bố. Nhìn máu nó kìa. Luôn luôn đó. Mày hình như hút máu được á, cái chiêu dết hút máu. Từ khoan hút máu. Hút nhiều lắm nha, hút nhiều lắm nha. Okay, okay. Rồi, ok, đây con boss cuối cùng trong server của mình hiện tại rồi. Sir, được 200 battery, Bà Long Ma đúng rồi. Ok các bạn, thì đây là con Long Ma là con boss cuối cùng trong server mình nha các bạn. Thì mình sẽ đánh con này để mình lấy được cái chiêu mới của nó nha các bạn. Ok, con này cho tầm 1 triệu 3, 1 triệu 3 đến 1 triệu 4 battery lận, khá là ngon ha. Rồi, 1219 nè. Thôi đi spawn tiếp. Ok. Hút máu nè. Đi. Rồi, đây là beautiful nha các bạn. Đẩy nó bên kia luôn. Dồn góc tường đi, dồn góc tường. Ép vô góc. Dồn góc. Trời ơi. Trời boss thiệt. Đẩy đi, đẩy vô. Bá thiệt chứ. Trời. Trời ơi ngọc. 30k nè. 30k đam, 40k đam, 50k đam. Anh em ơi, máu luôn. Nhưng mới các bạn. Cái tính ra là cái trái này là trái đầu tiên mình thấy là xài Phật tổ nó phế các bạn. Ồ, mình thật sự là mình thấy là thầy Phật tổ rất là phế. Mình chém thường thôi là mình hút máu liên tục rồi, mình không có bị mất cái gì luôn nè các bạn. Kinh thiệt. Cái trái này mình solo boss rất là mạnh luôn em ạ. Các bạn thấy nè. Oh my god. Phải xài skill luôn, phải xài skill luôn. Má bựa thiệt. Rồi. Rồi, chiêu mới các bạn. Đây. Chém nó một cái đường khá là xa các bạn. Rồi, chết luôn rồi. Đây đây cho. Ủa nó đâu rồi? Bay trời, bay cây, nó bay cây. Sao? Kilo. Ok, giá sắp chết rồi các bạn. Sir. Chiếm cực nhanh luôn các bạn. Cái melee phải gọi là bá nhất lịch sử nhân loại các bạn. Chưa bao giờ mình thấy cái melee nào mà mình thấy cái Phật tổ nó phế như cái ngày hôm nay luôn á. Melee đầu tiên, mình không biết là cái V2 của nó sẽ như thế nào nữa, nhưng mà trước mắt thì cái V1 của nó là bá rồi. Hình như theo mình thấy á, thì cái melee này hình như là được dựa theo cái con Nezuko trong game Persona DJ3 các bạn. Nó có chiêu liên quan đến máu, với lại nó kiểu như là lửa đỏ các bạn. Các bạn thấy nè, đốt lửa. Ép vô góc. Nhanh vãi. Rồi, là con Long Ma thứ hai trong video ngày hôm nay. À, thứ ba chứ. Thứ ba mới đúng. Rồi, dồn vô góc mà đánh thôi. Ây da, đánh đâu quá ta. Ui giời, ghê vậy ta. Mày á mày. Chứ phân kinh. Rồi, đủ vậy ta có đủ làm với đường dơ. Ui đủ luôn rồi, vừa đủ luôn. Vừa khích luôn. Ok, thì như các bạn thấy là hiện tại chúng ta đã farm full mastery của cái Sanguard được các bạn ha. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ có chiêu click ha các bạn. Đây, đó chính là chiêu click của nó. Gần như là nó cào và không trung ha các bạn. Như các bạn thấy là khá là đẹp ha. Thì nó sẽ có 4 lần cào các bạn. Và lần thứ cuối nó sẽ chưởng một cái gì đó. Đẹp phải. Thì thật ra có melee này á, có một cái đặc thù các bạn. Theo như mình thấy á, thì khi các bạn bứt Phật tổ á, gần như là các bạn bứt không được luôn nha. Thì như các bạn thấy là mình bứt Phật tổ á, nhưng mà cái tầm đánh nó vẫn không xa lắm nha các bạn. Đấy, nó chỉ xa được một khoảng chút xíu thôi à. Đó như các bạn thấy nè. Chứ nếu các bạn biết Phật tổ này nha. Các bạn nhìn nè, cái tầm đánh nó còn xa nữa. Ta kinh luôn. Thì nói chung là theo mình thấy là cái melee này các bạn không cần biết Phật tổ các bạn mới đánh ngon nha các bạn. Tức là đây là melee đầu tiên mà chúng ta không cần sử dụng đến Phật tổ các bạn. Thật ra thì các bạn bứt nó vẫn gọi là tăng được một cái tầm đánh cũng xa được một chút, nhưng mà các bạn không cần đâu, mình nghĩ là không cần. Thì cái chiêu đầu tiên của nó chính là chiêu Z. Thì cái chiêu này nè, khi các bạn gồng chiêu này các bạn thấy nè, nó sẽ có một cái hiệu ứng gọi là rung cái tay các bạn, nghĩa là gồng một cái sức mạnh và tiềm ẩn trong cái tay, và sau đó nó sẽ lao đối thủ và sẽ đẩy đối thủ lên trước. Thì có một cái đặc biệt đó chính là chiêu này có thể hút máu được nha các bạn. Mình cho thằng này đánh mình nha các bạn. Đó là tầm nửa cây. Ok, như các bạn thấy là mình đang được nửa cây rồi nha. Đây, hơn nửa cây luôn. Và mình sẽ hồi máu cho các bạn xem nè. Coi cái tốc độ hồi máu nó thiệt kinh khủng như nào nha.
Đó, như các bạn thấy là mình từ 5.000 máu mình hồi lên 8.000 luôn các bạn. Tức là hồi đó tầm khoảng 3k nha các bạn, 3k đam. Hồi tầm khoảng 3k máu luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có gọi là chiêu ít nha các bạn. Thì chiêu ít là khi các bạn gồng nó sẽ gọi là tạo ra 3 cái móng vuốt các bạn. Đó, như thế này nha, 3 cái móng vuốt đỏ và nó sẽ có rung rung của tay luôn. Đó. Sau khi các bạn chưởng đối thủ nè, nó sẽ tạo ra một cái vết cào các bạn, 6 vết cào, 3 cái vết bên đây và 3 cái vết đây. Nó đang chiếu nhau nha các bạn. Đây mình sẽ làm lại cho các bạn coi này nha. Hình như nó còn phát nổ nữa các bạn. Hình như là khi mà xài chiêu xuống đất là nó phát nổ hay sao đúng không ta? Hình như là xài chiêu xuống đất nó sẽ phát nổ các bạn, khá là hay ha. Và cái chiêu cuối cùng là một cái chiêu đặc biệt nhất các bạn. Thì cái chiêu này á, đây như các bạn thấy là lúc mà chúng ta gồng thì nó còn có một cái đôi cánh nữa các bạn. Một cái đôi cánh màu đen đen ở phía bên tay trái chúng ta, và tay phải thì nó sẽ có cái xúc tu các bạn, nhìn đẹp phải. Và nếu như các bạn đánh trúng đối thủ á, thì sau khi đánh trúng xong á, nó AOE luôn nha các bạn, và nó sẽ gọi là tiếp tục gây đam nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đánh mấy thằng này, và sau đó để mấy thằng này thử chạy ra là nó có gây đam auto em được không nha. Từ từ, bây giờ anh nó chưa sơ thôi mấy anh em chạy nha. Rồi ok, chạy đi nhanh. Vẫn không chạy được các bạn, bá đạo thiệt. Và có một cái đặc biệt nữa của chiêu C các bạn, đó chính là khi các bạn đánh hụt với chiêu C á thì nó vẫn có thể gây đam được vô đối thủ nha. Cái này là cái đặc biệt nhất của mình từng thấy. Chứ bây giờ có một cái melee nào đó mà như thế melee này nha các bạn. Đây các bạn thấy nè, nó tạo ra một quả cầu năng lượng và đó, nó tóm hai người luôn các bạn thấy không? Xài chiêu C hụt và đánh C hụt á. Nói chung thì nó cũng gây đam thôi các bạn, có một cái hiệu ứng xung quanh người mình. Từ từ anh em thử chạy coi là được không nha. Từ từ anh em khi mà dính cái chiêu nè, anh em thử chạy coi là được không nha. Từ từ để mình test thử với mấy này nha các bạn. Bây giờ anh em thử chạy nha. Bây giờ anh xài chiêu vô hộp nha. Ok, bây giờ mình sẽ dạ. Rồi chạy. Chạy đi. Không né được luôn hả? Rồi 1000m. 1000m luôn. À không, nếu như mà chạy xa được là không sai nha các bạn. Rồi thì ok, đó chính là video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì các bạn hãy cho mình một like nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, chúc các bạn gọi là lấy được cái melee thành công.